Nè, chị là Châu Thị Kim Phương, chị chào vợ chồng Lê Minh này ăn nhạt rõ này 20 tay. Không phải mấy chị xin đâu, chị mấy chị nói dẫn đón mà mấy chị thất nghiệp 2 tháng rồi. Đây làm không được mà chủ nhạt rõ biểu, không đón là đuổi ra ngoài hết, không cho ở. Khoảng từ ngày 21 tay này là đuổi ra hết nè, cưng dùm chia sẻ dùm chị đi. Ở đường 375 á, cưng số nhà 50. Ấp tổ chính nè. Chị ở đây là gần chục năm rồi, không có thiếu đồng bạc nào hết trơn mà nhà trọ này, chủ nhà trọ này thức đức lắm cưng ơi, nó ác còn không quỷ nữa. Hồi dịch tới giờ chủ nhà trọ khác ta vẫn là người ta ủng hộ công nhân, mà chủ nhà trọ này lên tới tháng là lấy tiền còn chửi công nhân thêm nữa. Cưng dùm chia sẻ cho chị đây, vợ chồng ảnh hỏi Lê Minh ơi, dùm cứu phở, dùm cứu mấy em chị này dân ở Trà Vinh này cưng. Trời ơi, tức là nói không nổi luôn á. Chị ở, xã Tân An Hội, ấp Bầu Tre 2, đường 375, số nhà 50. Nguyễn Củ Chi. Ý là không nói không phải là xin xỏ là chị giận đắng, mà mấy chị thất nghiệp nay là 2 tháng hơn rồi. Vừa con cáo nè, con có sữa bú nè, nó khóc la làng nó xoay nó chơi mẹ. Nè, mẹ đây bỏ là cách ly lâu, mẹ đây bỏ, bỏ xa bỏ con nó chơi nè. Cưng dùm chia sẻ luôn dùm chị đây, trời ơi, vừa này chết tới nơi rồi mà càng ác nữa đó. Quay lên. Trời ơi, quay, tình thấy là chủ sợ là tới tháng là lấy tiền mà không nói không tâm là xin giảm 50% học cho nữa nè. Có 500 muốn cho nữa. Gửi người 500 tiền lấy nữa. Giờ này là thất nghiệp 2 tháng.